Xin chào các bạn, mời các bạn đón xem video tiếp theo của Phim Xưa TV. Chúc quý vị có một ngày làm việc thật vui vẻ, hạnh phúc. Nhắc đến Địch Lệ Nhiệt Ba thì chúng ta phải nghĩ ngay đến Phượng Cửu trong phim Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa phải không? Chúng ta cùng đón xem quá khứ và hiện tại của Địch Lệ Nhiệt Ba bây giờ như thế nào nhé! Địch Lệ Nhiệt Ba sinh năm 1992 tại Tân Cương, Trung Quốc, từ năm lên chín cô đã được cha đưa đi thi và trúng tuyển học viện vũ đạo chuyên nghiệp. Sau đó trong vòng 5 năm cô học múa dân tộc và ba lê chuyên nghiệp. Mãi đến khoảng năm 2007, Nhật Ba trở thành diễn viên múa của đoàn ca múa nhạc Tân Cương. Năm 2009, cô đạt giải ba Trung cuộc, cuộc thi Tân Ca dành cho các dân tộc thiểu số Cát Lâm lần thứ nhất. Năm 2013, Nhật Ba khởi đầu sự nghiệp diễn xuất trong vai nữ chính trong phim truyền hình Anna Nhi Hãn sau khi phim ra lò đã nhận được ngay đề cử phim xuất sắc nhất tại giải phi thiên lần thứ 30. Nhờ sự thành công của phim, danh tiếng và hình ảnh của nhiệt Ba cũng được công chúng biết đến nhiều hơn. Năm 2017, cô bất ngờ xuất hiện trong phim điện ảnh Ngạo Kiều và Định Kiến. Phim cũng làm danh tiếng của cô không ngừng được nâng lên và đồng thời giúp cô đoạt giải nữ diễn viên mới xuất sắc nhất. Tiếp sau đó cô thủ vai Phượng Cửu trong phim Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa cùng với các diễn viên đình đám như Dương Mịch, Triệu Hữu Đình. Đây cũng là một trong những phim ăn khách và được thu hút người xem không chỉ Trung Quốc mà còn cả châu Á. Sau khi phim phát hành nhiều người vẫn không cưỡng lại được nhan sắc của nàng Phượng Cầu. Nhiều khán giả còn khẳng định nhiệt ba ăn đứt nữ chính vì quá xinh đẹp. Bộ phim mà Mỹ nữ Tân Cương được khen diễn ngọt nhất chính là hạnh phúc trong tầm tay đóng cặp với nam diễn viên Hoàng Cảnh Du. Trong phim, cả hai từ một cặp oan gia trở thành một đôi yêu nhau nồng nhiệt chính những tương tác quá thật từ trên cảnh phim mà nhiều người đồn đoán Địch Lệ Nhiệt Ba và Hoàng Cảnh Du hẹn hò. Nhưng dù thế nào thì hai ngôi sao vẫn giữ im lặng, không xác nhận cũng không phủ nhận tin đồn này. Vào tháng 10 năm 2018, Địch Lệ Nhiệt Ba trở thành tâm điểm của truyền thông khi hóa thân thành nữ thần kim ưng, một trong những giải thưởng danh giá nhất của ngành công nghiệp truyền hình Trung Quốc. Tuy nhiên, sau khi nhận giải Nhiệt Ba liên tục chịu sự công kích từ dư luận vì cho rằng so với các ứng cử viên khác như Dương Tử hay Trịnh Sảng cô còn kém xa. Không chỉ diễn xuất và tham gia các show truyền hình ăn khách, nhờ vóc dáng chuẩn và gương mặt không tì vết, nhiệt ba còn được mời làm mẫu ảnh, gương mặt thương hiệu và tham dự nhiều sự kiện lớn trong và ngoài nước. Tờ Sohu nhận định rằng nhiệt ba đang đi theo con đường cũ của Dương Mịch. Dễ dàng nhận thấy cả hai đều khá tương đồng đẹp và lạnh lùng với những tin đồng, thành công nhưng diễn xuất gây tranh cãi nhưng dù sao đi nữa địch lệ nhiệt ba vẫn là hoa tuyết tân cường cửa làng giải trí hoa ngữ. Năm 2021, địch lệ nhiệt ba hứa hẹn sẽ tiếp tục bùng nổ mảng truyền hình với bộ phim Em là niềm kiêu hãnh của anh. Bộ phim vừa được kỳ vọng lại có đôi chút gây thất vọng trong lòng khán giả. Kỳ vọng vì nhan sắc của cặp đôi diễn viên chính không còn chỗ nào để chê. Nhưng gây thất vọng vì cả hai đều được nhận xét là diễn xuất khá đờ cứng, không tự nhiên. Nhưng nhìn chung, đại bộ phận khán giả đều rất háo hức mong chờ tác phẩm Em là niềm kiêu hãnh của anh này. Địch lệ nhiệt ba được tạp chí Fox xếp vào top 40 nghệ sĩ nổi tiếng và giàu có ở Trung Hoa vào năm 2017. Đồng thời nhà mạng Weibo cũng đánh giá hoa tuyết Tân Cương có sức hút không kém gì Dương Mịch hay Triệu Lệ Dĩnh. Khi chỉ mới 26 tuổi, cô nàng đã lọt vào top những thế lực mới của hoa ngữ và rất có khả năng sẽ lấy luôn ngôi vị tiểu hoa đán. Và đứng ngang hàng các đàn trị đình đám khác như Dương Mịch, Đường Yên, Lưu Thi Thi. Lưu Dược Phi, bản thân địch lệ nhiệt ba đánh giá bản thân là người hai mặt. Cô có thể hồ hởi và diễn xuất vui tươi trước ống kính thế nhưng phía sau cô lại lạnh lùng khó gần. Theo đánh giá của của nhiều blogger, cô chỉ thuộc tuyến diễn viên hạng 2, vì tên tuổi của cô chỉ gắn liền với những bộ phim tầm trung và khả năng diễn xuất cũng chưa được đánh giá cao. Tuy nhiên cô lại nhỉnh hơn trong lĩnh vực thời trang. Địch lệ nhiệt ba nói, bất kỳ ai trong chúng ta, thanh xuân cũng chỉ có một lần. Tôi đang sống ở quãng thời gian đẹp nhất đời người tôi muốn được diễn nhiều nhân vật, tích lũy những kinh nghiệm mới mẻ khác. Dù có thành công hay không, điều đó cũng sẽ khiến tôi ở tuổi 50, 60 tự hào. Nếu sợ hãi, những gì ta có chỉ là sự tiếc nuối. Bạn có thích cô nàng mạnh mẽ và xinh đẹp này không? Các bạn thấy cuộc sống địch lệ nhiệt ba như thế nào hãy để lại bình luận bên dưới nhé. Vậy là video của chúng ta đã kết thúc tại đây rồi. Nếu quý vị và các bạn thấy video hay, và bổ ích thì hãy cho một mình một like và một lượt đăng ký nhé cảm ơn các bạn rất nhiều